Xin chào mọi người, mình là Tươi, mình đến từ Bát Tràng Chứng Minh Kho, chuỗi cửa hàng bán lẻ gốm sứ cao cấp Bát Tràng. Tiếp theo series giới thiệu những cái mẫu đồ thờ dành cho bản mệnh của gia chủ, thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người bộ đồ thờ với cái màu men đó là màu vàng, họa tiết được đắp đổ vẽ vàng 24k dành cho gia chủ mệnh thổ và mệnh kim. Bây giờ mọi người hãy cùng thì mình theo mình để đi xem những cái chi tiết từng sản phẩm trên bàn thờ nhé. Một bộ đồ thờ cơ bản thì vẫn sẽ gồm bát hương, mâm bồng, kỷ chén, chóe, đèn dầu, ống hương, lọ hoa. Và nếu có điều kiện thì mình nên sắm thêm bộ tam sự gồm một đỉnh và hai ông hạc, hoặc là bộ ngũ sự, một đỉnh, hai ông hạc và đôi cây nến cao như em đang bày trên bàn thờ đây. Những cái sản phẩm này sẽ là đại diện cho các yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Ví dụ như đèn dầu là đại diện cho hành hỏa, lọ hoa là đại diện cho hành mộc bởi vì cắm hoa, hoa là hệ mộc. Bộ kỷ chén nước thì là đựng nước, đại diện cho hành thủy. Hành kim chính là bát hương, và hành thổ chính là các đồ thờ bằng gốm sứ là đại diện cho hành thổ. Ngũ hành tương sinh, không thể thiếu một yếu tố nào. Đó là những cái đồ cơ bản mà chúng ta nên có trên bàn thờ của mình. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những cái mẫu bát hương cũng làm theo phong cách này. Tuy nhiên bên em sẽ chỉ giới thiệu đến các bác những cái mẫu sản phẩm của nghệ nhân cũng như là hàng được làm kỹ nhất Bát Tràng hiện nay. Cái mẫu bát hương mà trong vài video vừa rồi em có giới thiệu đến các bác thì em đều dự giới thiệu của thương hiệu Vạn An Lộc. Đây các bác nhé, thương hiệu Vạn An Lộc sẽ có logo của Vạn An Lộc ở dưới đáy của tất cả các sản phẩm, từ bát hương này, lọ hoa, đèn dầu, chân bát hương cũng đều sẽ có logo của Vạn An Lộc. Cái thương hiệu này thì tại sao nó lại được coi là cao cấp cũng như là đẹp nhất Bát Tràng hiện tại? Đó là được làm tất cả các sản phẩm cực kỳ là chỉnh chu này, từ màu men này, màu men rất là đều men. Đó, các bác có thể đây, men rất là đều bóng, không có bất cứ một cái gọi là lỗi nhỏ nào, dù thì là những cái bụi để hay là những cái bọt khí. Đây, miệng bát hương tròn đều, màu men đều. Cái hàng màu này làm rất là khó nhá, nếu các bác làm không có kỹ thuật cao thì sẽ còn, ví dụ chỗ này sẽ vàng đậm hơn, chỗ này sẽ vàng nhạt hơn. Đó, thì cái hàng của Vạn An Lộc thì tất cả những cái màu sắc này, độ bóng của men nó sẽ rất là đều. Tiếp theo, họa tiết. Họa tiết thì được làm cực kỳ là kỹ. Đây, các bác có thể nhìn cái hình ảnh rồng này, được đắp nổi rất là cao và được tỉa. Đây, nét sắc nét này, rất là sắc nét. Cái lượng vàng mà vẽ lên trên họa tiết cũng rất là nhiều. Đây, nếu khi mà các bác nhìn, em không biết là trên video thì các bác nhìn có rõ không, nhưng mà nếu mà mình nhìn bên ngoài ấy, thì cái lượng vàng vẽ lên đây nó nhiều hơn này. Từ những cái râu này, cái đầu rồng, các phần chấm tỉ mỉ này, từ phần rồng đầu này, phần mắt này, đó, phần vảy rồng này, móng này, đều được vẽ rất là nhiều vàng và rất là kỹ. Đó. Đáy sản phẩm này, đáy sản phẩm thì cũng được làm rất là vuông thành sắc cạnh này. Đó. Tức là cái sản phẩm cao cấp này sẽ được làm tỉ mỉ từng những cái tiểu tiết nhỏ nhất. Mặt trong của sản phẩm này, bây giờ thì em sẽ đi quay những từng cái các sản phẩm ở trên bàn thờ để các bác có thể chiêm ngưỡng kỹ hơn. Ví dụ như là đèn dầu và các vật phẩm bày trên bàn thờ. Mâm bồng, đây là mâm bồng dùng để bày hoa quả hoặc là bánh kẹo. Đây, các bác thấy này, làm kỹ này. Họa tiết hoa sen được đắp nổi, lượng vàng trên những cái đầu cánh sen này. Phải cái độ bản rộng nó phải tầm gần một phân. Đó. Tức là cái lượng vàng mà mất vào đây rất là nhiều, thì sản phẩm nhìn bên ngoài thì sáng bóng và đẹp được. Đó, miệng này rất là tròn này, kẻ vàng nhiều. Đó, những cái lá sen này, dù là những lá sen rất là nhỏ thôi nhưng cũng được làm tỉ mỉ. Những cái gân lá như là cây sen thật, những cái phần thân này đều được chấm nốt để cho rất giống với cái sản phẩm mà rất giống với cái thân sen ở bên ngoài đời chúng ta. Đấy, sản phẩm này vuông thành sắc cạnh này, logo sắc nét rõ ràng này. Màu men đều men và bóng này. Đó, cái phần mâm bồng này,
Đấy, cũng được làm rất là kỹ và làm thêm cái phần họa tiết phác nổi này. Đây là chóe này, được thiết kế như một cái thạp đựng gạo thời xưa. Mình sẽ dùng 3 chóe hoặc là 2 chóe để hai bên bàn thờ. Bên trong này. Màu men này, họa tiết đây là họa tiết rồng nhé. Ngoài ra thì sẽ có thêm họa tiết hoa sen. Chóe cũng có rất là nhiều kích thước phù hợp với từng kích thước của bàn thờ chúng ta, từ 1m07 cho tới 2m17. Nắp chóe này cũng được làm vàng. Phần trên này là họa tiết đều được làm nổi hết đây này. Phần viền cũng được vẽ vàng. Màu men các bác thấy này, rất là bóng và sáng. Đấy, sản phẩm. Đây là bộ khỉ ngai này, mình sẽ bày rượu và làm nước ở đây. Sẽ có 3 chén hoặc là 5 chén. Ngoài cái họa tiết rồng này đắp nổi hình rồng các bác thấy này, rồng được đắp rất là cao lên này, như là điêu khắc luôn. Đây là chén này, họa tiết cuốn thư này thì được đắp nổi, họa tiết cuốn thư này được đắp nổi. Bên trong này, vì là miệng chén cũng được rất, tuy chén rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng được vẽ vàng. Đấy này, hình thành sắc cạnh. Ngoài họa tiết dầu thì các bác có thể lựa chọn họa tiết hoa sen. Bát hương thì như mẫu em đang bày đây là bên em sẽ bày chân sứ nhé. Các bác có thể lựa chọn chân gỗ, nhưng mà nếu mình chọn chân sứ thì sẽ được đồng bộ sản phẩm hơn. Các bác có thể thấy này, cái chân bát hương của bên em cũng được làm rất là kỹ. Phần đầu rồng, phần thân rồng được làm nổi hẳn lên trên, cỡ phải tầm 1 cm. Các cái họa tiết rồng này, răng này, sừng này, vảy móng đều được làm cực kỳ là sinh động, tinh tinh xảo, nhìn như là mình cảm giác như là rồng đang bay trước mặt thật. Đây là mẫu đèn dầu này. Mẫu đèn dầu này là dáng vai vuông, được họa tiết được đắp nổi dầu. Dầu được đắp rất là cao này. Màu men đều men này, trên cổ thì có làm đồng hoặc đồng. Cẩn thận. Chân này làm kẻ hai đường chỉ vàng rất là dày vàng. Đấy, sản phẩm logo bạn ăn lọc. Đây là cái phần lắp điều chỉnh cái bắp cho em này. Ngoài cái họa tiết rồng này thì sẽ có thêm họa tiết hoa sen hoặc là họa tiết trái đào, dáng vai vuông hoặc dáng tròn, có các cỡ chiều cao để phù hợp với từ bàn thờ 1m07 cho tới 2m17. Đèn thì các bác nên làm một cặp cho em bày hai bên bàn thờ. Ống hương thì với những cái bàn thờ nhỏ thì mình sẽ dùng một ống hương thôi, nhưng với những bàn thờ lớn từ 1m97 cho tới 2m17 thì nên dùng hai ống hương để hai bên bàn thờ. Thứ nhất là để đối xứng, thứ hai là mình để hương ở hai bên thì bàn thờ sẽ gọn gàng hơn. Ngoài cái họa tiết đắp nổi công danh phú quý ra thì bên em còn có họa tiết sen và họa tiết rồng. Đây là họa tiết công danh phú quý nhé, đắp một cặp chim công này. Bên dưới hoa phù dung cũng được đắp nổi một cái ống hương bé như thế thôi, nhưng bên em cũng đắp xung quanh sản phẩm. Đó, vẽ vàng này, hình ảnh chim này bên em cũng vẽ vàng này. Bông hoa đào rất là nhỏ nhưng cũng vẽ tỉ mỉ vàng mặt trong sản phẩm này. Đáy sản phẩm màu men rất là bóng này. Lọ hoa để cắm hoa tươi. Đây là họa tiết đắp nổi công danh phú quý này, các bạn nhìn nghiêng cho em này. Tiết được đắp nổi lên rất là cao và này rất là sáng và bóng vàng. Đây đây là đắp một cái bông hoa phù dung. Đây là dáng lục bình miệng tròn nhé, dáng lục bình miệng tròn. Em quay xung quanh sản phẩm cho các bạn này. Họ hàng làm kỹ, cái men của nó rất là sáng và bóng đều men. Bên trong này, đáy của sản phẩm đều có khắc logo. Cái phần này là cái phần không trắng men nhé, cái phần đấy là phần nước là trên cái tấm kê nên là sẽ phải để màu trắng như thế này. Ngoài cái họa tiết công danh phú quý thì các bác có thể chọn họa tiết rồng hoặc là họa tiết sen. Bên em có 3 dòng họa tiết để cho các bác lựa chọn. Nhưng mà thực ra thì nếu bát hương mà đã bát hương rồng rồi, các bác có thể xen kẽ lọ hoa và các vật phẩm khác, mình có thêm họa tiết công hoặc họa tiết sen thì bàn thờ sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cơm cúng thì mình sẽ dùng cho những cái dịp lễ hoặc những cái ngày mình cúng đồ mặn. Thì chúng ta sẽ dùng 6 hoặc là 10 bát
lát nữa thì em sẽ giới thiệu thêm các bác cả cái bộ đồ ăn cho cùng hợp với cái tông của cái bàn thờ của mình. Bát cúng thì bên em sẽ có họa tiết đắp hoa đào hoặc là họa tiết sen hoặc là họa tiết rồng. Tất cả những cái sản phẩm nhỏ này nhưng mà cũng được đắp họa tiết nổi lên và được vẽ điểm vàng. Miệng bát thì cũng được vẽ vàng này. Bên trong lòng bát này màu rất là sáng và đều men. Cái sản phẩm thì được làm vuông thành sắc cạnh, có logo của bạn An Lộc. Nậm rượu thì các bác cũng nên làm một cặp nậm rượu dung tích 350ml, 500ml hoặc là 1 lít mình để hai bên bàn thờ cho đồng mỗi tông bàn thờ. Nậm rượu này là họa tiết rồng, ngoài ra còn có họa tiết sen hoặc là họa tiết phượng. Thì các bác có thể thấy này, hình ảnh rồng nó đắp nổi lên rất là cao. Toàn bộ cái này đều là làm thủ công và sau đó khắc tay. Một cái nậm rượu nhỏ nhưng mà bên em cũng làm rất là nhiều cái họa tiết xung quanh. Họa tiết mây này đều được làm đắp nổi và sau đó vẽ vàng bên ngoài. Đấy, một sản phẩm này, logo đốm thì cũng được vẽ điểm vàng lên, miệng cũng được bao vàng. Đây là một cặp cây nến. Các bác thường đi với bộ tam sự thì sẽ gọi thành bộ ngũ sự. Cây nến này thì bên em sẽ có chiều cao là 35cm hoặc là 40cm. Đó, phần trên cao này, phần này thì là như một cái đĩa bảng rất là lớn. Họa tiết được đắp nổi rồng ở trên này. Đấy. Mình sẽ để nến lên trên này các bác nhé. Ngoài ra bác nào thích chế cái cây nến này thành cái đèn thì bên em cũng sẽ hỗ trợ. Ở trên này sẽ làm đường dây điện và làm một cái bóng quả nhót lên trên. Rất là đẹp và rất là nhiều khách hàng làm như thế rồi. Mình sẽ làm thành tạo thành bộ ngũ sự. Để mà cùng tông với cái bộ đồ thờ thì chúng ta có thể lựa chọn thêm cái set bát đĩa cơm cúng này để làm cơm vào các dịp lễ, dịp Tết. Thì bộ này sẽ gồm có một cái tô to ở giữa. Thân thì được đắp nổi hoa sen, sau đó vẽ vàng lên này, cả cái chân này cũng được bao vàng rất là đẹp. Miệng thì được làm lượn như này. Đó, bên trong này men rất là đều men. Tô này thì được tính khoảng 2cm. Bác có thể chọn thêm một chiếc muôi như thế. Cũng được đắp vào bên trong này. Và gồm 6 cái đĩa để đồ ăn. Và đĩa cũng được, toàn bộ họa tiết được đắp nổi nhé. Ngoạn hoa dây bên cạnh này cũng đã nổi nên làm theo cái họa tiết cuốn thư. Đấy, một sản phẩm. Xong cái bát cơm. Xong bát cơm. Cái bát này là bát của mẹ em quay để trên ban thờ hoặc là mình sẽ mua để cúng tông bộ đồ thờ. Set này được làm hết mặt trời cuốn, hết hoa mặt trời. Ngoài ra các bạn có thể lựa chọn thêm là một nấm và một chút muối nữa. Tất cả đều có đắp nổi họa tiết bằng sen và vẽ vàng 24k lên. Đối với những cái không gian phòng thờ lớn thì các bác có thể lựa chọn thêm một cặp lập bình cao 1m4, 1m6 hoặc là 1m8 bày hết bên bàn thờ. Nhưng mà bên em như bên em đang bày đây. Trước mặt thì mình có thể bày một cặp chóe. Cặp chóe thì sẽ có dung tích 40 lít, 60 lít hoặc là 80 lít. Ngoài ra thì nếu các bác nào mà không thích cái cặp lồng bình quá đồ sộ thì mình có thể lựa chọn cái bình dáng tỏi như này để bày hai bên. Mình sẽ dùng một cái gương cao và mình bày hai cái tỏi hai bên. Thì đây là bên em đang bày những cái mẫu sản phẩm mà chúng ta có cho các bác. Nếu các bác muốn chọn cái bộ sản phẩm nào nhất là vừa hợp theo cái sở thích của mình hoặc là phù hợp với cái không gian của mình thì mình lựa chọn sẽ là tốt hơn. Còn bây giờ bên em đang bày mẫu cho mọi người chứ không nhất thiết bày một bình hai bên. Mình có thể bày tỏi hai bên, bày chóe hai bên hoặc là bày những cái dáng tỳ bà, dáng hồ lô, có rất là nhiều dáng bình cho chúng ta lựa chọn. Cặp lộc bình mà bên em bày từ một đồ thờ ngày hôm nay đó là một cặp lộc bình nhũ long trồng thọ hình ảnh năm ông rồng, và ở giữa là đáp hình ảnh chữ thọ này, và rất là nhiều các loại hoa như là hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa đào. Các bác có thể thấy được đắp một hình ảnh một ông rồng ở trung tâm này. Đó, cái đầu rất là cao, đắp nổi lên rất là cao. Tầm đây các bác nhìn thấy tay của em này, phải đến 3 đốt ngón tay. Tất cả những cái họa tiết sừng này, móng này đều được làm rất là kỹ và được phủ vàng toàn bộ nhá. Phủ vàng toàn bộ, đây là cái màu này là màu của vàng các bác nhá, không phải là màu men đâu mà là được phủ vàng lên trên rồi. Làm rất là kỹ, rất là đẳng cấp.
Hình ảnh rồng thì được đắp nổi lên hẳn bên trên bề mặt sản phẩm, được điêu khắc rất là tinh tế và tỉ mỉ. Phải có kỹ thuật cực kỳ cao thì mới làm được ra một hình ảnh một con rồng thần thái như thế này. Tỉ mỉ đến từng cái râu rồng này, phần sừng này, phần móng này, được phủ vàng và bộ lên rất là sáng và bóng sản phẩm. Mặt trên là hình ảnh mặt trăng này cũng được đắp nổi lên, sau đó phủ vàng lên. Và cặp chóe ở đây thì là có dung tích 80 lít và cũng được đắp họa tiết long rồng thọ. Hình ảnh đầu rồng cũng được đắp nổi lên ở bên trên, điêu khắc nổi lên bên trên và được làm cực kỳ là tỉ mỉ. Đây thì bên em đang bọc tạm ni lông để tránh bụi. Và khi mà các bác mang về dùng thì các bác cứ yên tâm đi, mình vệ sinh rất là đơn giản thôi, cứ dùng hẳn nước rửa trực tiếp cho em. Em đã từng có cái video vệ sinh cái sản phẩm này rồi, các bác có thể kéo lại video và xem. Nên là các bác đừng lo lắng là họa tiết cầu kỳ như này thì biết vệ sinh như thế nào. Vậy là vừa rồi em đã giới thiệu đến mọi người một cái mẫu đồ thờ dành cho gia chủ mệnh thổ mệnh kim được đắp nổi đại bảo 24K của thương hiệu gốm sứ Vạn An Lộc. Các bác có nhu cầu chi tiết hơn về thông tin sản phẩm cũng như là cần tư vấn một bộ đồ thờ phù hợp với không gian nhà của mình thì hãy liên hệ theo số điện thoại em đã đặt trên video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.